Xin chào toàn thể anh em mê âm thanh trên toàn quốc nha. Cảm ơn toàn thể anh em đã đến kênh YouTube điện tử Phương Lưu và trên Facebook là Loa Tét Thông Minh. Đấy, cũng hôm nay mình sẽ làm cái video này, mình cũng đã suy nghĩ rất là nhiều. Nhưng mà không sao, những cái gì chúng ta cũng phải giao lưu với nhau và có thể bình luận với nhau thôi. Đấy anh em nha. Hôm nay mình sẽ tặng cho toàn thể anh em một món quà nhá. Đấy, thì mình đang cầm trên tay đây là những cái món quà mà mình đã thu lượm được. Đấy, trong này nó có nghĩa là rất nhiều những câu hỏi mà liên quan đến tép, đến loa tép. Đấy, đây có thể nói là những cái món quà của hồi môn, của cái nền audio đã để lại cho chúng ta. Đấy, anh em nhá, của hồi môn của nền audio để lại, nó ám ảnh chúng ta rất là nhiều năm. Đấy, sau đây mình sẽ... Của hồi môn đó là gì? Đó là những câu hỏi và những cái khó khăn mà anh em mình đang gặp phải trong quá trình sử dụng loa tép. Trước tiên mình sẽ nói rất nhiều câu hỏi, thì nêu những cái câu hỏi mà mình hay anh em hay điện về hỏi mình. Đấy, tại sao anh em lại sợ cháy tép đến như vậy? Đấy, trong cái đó chúng tôi đã chống cháy được loa tép. Loa tép hay cháy thì nó là quá khứ rồi anh em nhá. Đấy, nhiều anh em lại cứ trong quá trình bán hàng trên Facebook hoặc trên YouTube cũng vậy, thì cứ một lúc một ngày chúng tôi không biết là trả lời không biết bao nhiêu câu hỏi. Và anh em cứ hỏi như thế này: hát có cháy không này, hát karaoke có bị cháy tép không này, mở to có bị cháy không này, cục đẩy có cháy không này, hú mic có cháy không này, đấy, đấy, liệu có chống cháy thật hay không. Đấy anh em nhá, mình muốn mua lắm nhưng mà sợ, rất sợ cháy tép. Đấy, đây là mình lọc ra những cái câu hỏi đấy. Đấy, có nhiều anh em là còn đả kích chúng tôi là tép nào mà tép chả đứt. Đấy anh em nhá, mình còn đây, anh em này còn hỏi như thế này: hôm nay mình chế rất nhiều câu hỏi, mình phải ghi vào đây, thì nhiều quá mình không nhớ nổi nữa. Đấy, có sợ cháy tép không, liệu có được mấy ngày. Đấy, còn rất nhiều đấy, rất là nhiều những câu hỏi liên quan về cháy tép. Đấy, mình rất muốn mua nhưng mà sợ cháy tép quá. Đấy, đấy, rất nhiều những cái câu hỏi về cháy tép. Tại sao anh em lại sợ cháy tép, có thể nói như là sợ chết như vậy. Đấy, điều đó chứng tỏ là nền audio đã quên lãng một thứ gì đó anh em nha. Không, mình biết là anh em đang chơi audio rất là khổ sở với chiếc tép, nó rất đơn giản như thế mà không một doanh nghiệp nào làm nổi, đến nỗi dân phải hỏi những cái câu hàng dãy mình không nhớ nổi, mình phải ghi vào giấy đây. Hôm nay mình chế làm một cái video như thế này, mình đã suy nghĩ rất nhiều đấy, nhưng mà để tránh cái hiện tượng là anh em cứ hỏi mình không có cái gì hay hơn cả, cứ hỏi mình là hát có cháy không này, mở to có cháy không này, cục đẩy có cháy không này, muốn mua nhưng mà sợ cháy tép lắm, là hát karaoke cái bị cháy không này, đủ các loại cháy về tép. Sao anh em lại hỏi giống nhau đấy như vậy? Đấy anh em nhá, nó rất là đơn giản thôi. Đấy, tại sao nó chúng ta lại sợ đến như vậy? Đấy, mình đã khẳng định với các bạn là loa tép hay cháy đã vào quá khứ rồi. Anh em có thể liên hệ với kênh YouTube điện tử Phương Lưu và trên Facebook là Loa Tép Thông Minh. Có rất nhiều mẫu loa sẽ phục vụ anh em, và chúng tôi chỉ chuyên gia đình thôi, từ loại 500k này đến 1,5 triệu đổ lại thôi. Đấy anh em nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng ngoài những cái câu hỏi mà anh em hay hỏi mình nhá. Thì anh em mình có cảm giác như anh em rất là xa lạ về những cái dòng tép này. Đấy, những câu hỏi như này mình không nhớ nổi nữa. Mình hôm nay mình phải ghi vào giấy đây. Đấy. Chứ cái loa tép này nó đấu vào đít loa và đít âm ly. Đấy. Đít loa và đít âm ly nhá. Nhiều anh em lại cứ hỏi là thế đấu vào đít loa có được không, hay là phải nhiều anh em cứ hỏi là thế đấu vào đít loa có được hay không, hay là phải đấu vào đít âm ly.
nhiều anh em lại có hỏi đít âm ly đấu vào đít âm ly hay đít loa. Đấy, đấu vào đít loa hay hơn là đấu vào đít âm ly hay hơn. Đấy, nhiều rất là đấy. Đấy, nhiều anh em là cái tép nó không quan trọng. Nhiều anh em nó cứ hỏi là tép bắt 20 25 thì nó phụ thuộc thì nó hợp với loa tép nào. Đấy, anh cả em rất là xa lạ, nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Nó chỉ là 5-700 nghìn, một hơn 1 triệu thôi mà anh em cảm thấy hẳn một cái cuộc hành trình rất là vất vả như vậy, kể cả chúng tôi cũng vậy. Đấy, trong quá trình marketing với toàn thể anh em thì hết sức khó khăn. Đây là những câu hỏi khổ sở nhất mà mình còn rất nhiều những câu hỏi nữa mà liên quan đến tép. Đấy, nó rất đơn giản như tơ hồng như vậy thôi. Đấy, loa tép tăng chất âm cho bộ dàn, vì cái dòng loa tép theo loa nó không tạo ra chất âm ok được, phải có tép ngoài đặt nóc và câu thẳng với đít loa và đít âm ly, thế là dùng thôi. Đấy anh em nhá, nó sẽ chống cháy cho các bạn, không bao giờ bị cháy tép nữa. Đấy, nhiều anh em là làm rất nhiều doanh nghiệp sản xuất loa tép đã bị thất bại và mất niềm tin khá nặng nề với toàn thể anh em khách hàng, nên nó có hàng ngang cái câu hỏi đối với loa tép như vậy, rất là khổ sở luôn. Đấy anh em nha, đấy cái loa tép này nó không đáng bao nhiêu tiền cả, nhưng mà chúng tôi phải hết sức vất vả luôn về cái hướng dẫn anh em cách đấu. Đấy, nó rất đơn giản thôi, vì cái loa tép nó chỉ là mì chính cho thiết bị âm thanh thôi, khi mà lắp vào nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đấy, nhiều anh em là cũng rất là sự khó khăn mà để tạo ra trận âm ok hay không thì nó ở, nguyên nhân nó ở đâu. Đấy anh em nhá, thì còn rất là phải trường kỳ nữa thì chúng tôi mới hướng dẫn anh em hết được. Đấy, cho anh em test cái chất âm của chúng tôi như này nhá. Như anh lệ thắm khăn tay ngắm con ngủ say giấc nồng. Đấy anh nhiều có anh em còn hỏi như này cơ, thế lắp tép có hú hay không? Đấy, hú hay không? Đấy, sẽ có bộ chống hú cho tép không? Đấy, điều đó chứng tỏ anh em rất là xa lạ. Và có thể nói là nếu mà anh em hỏi câu như thế này nhá, hát có hú không? Đấy, là lắp loa tép có hú hay không? Đấy, có bộ chống hú không? Điều đó chứng tỏ anh em chưa nắm rõ về cái quy luật áp suất trong không gian. Anh em nhá, nó có hai loại hú, hú bát và hú tép. Đấy, anh em phải đầu tư kỹ năng cân chỉnh đi, hú hay không là do kỹ năng của các bạn. Đấy, kỹ năng cân chỉnh của các bạn chứ không phải là do thiết bị đâu. Bây giờ anh em mua bộ 20 triệu ở đâu đó khắp trên khắp thế giới về mà không biết chỉnh nó sẽ hú hết một lượt anh em nhé. Đấy, hú là do kỹ năng của các bạn. Đấy, nhiều anh em là hỏi là thế có bộ chống hú hay không thì đó cái kỹ năng của chúng ta là chưa nắm rõ. Đấy, hôm nay mình sẽ khẳng định lại với các bạn. Giả dụ như ở địa vị mình có thể chỉnh được tất cả các loại thiết bị ở bất kể không gian nào, từ to đến nhỏ không bao giờ bị hú. Đấy anh em nhá. Đấy, do cái kỹ năng của chúng ta. Đấy. Đấy, mình ngồi rất gần loa đây. Đấy, có việc gì đâu. Đấy anh em nhá. Đấy, sau đây mình sẽ còn rất nhiều những câu hỏi, hôm nay mình chỉ nói cũng qua thôi, mình cũng không nhớ được hết vì những cái anh em mình hay hỏi, mình có thể trả lời mỏi mồm luôn. Một ngày có thể tiếp nhận đến 100-200 câu hỏi. Hát có cháy không này, có hú không này, thế đủ các loại luôn. Đấy, hôm nay mình sẽ cho anh em test chất âm thì nghỉ giải lao gì nhá. Đề vàng mong ước đêm đông, ôi buổi ban đầu mới biết nhau, đêm trắng ước mộng hai mái đầu, ước mơ mình sống bên nhau sâu cho gió mưa bao vùng. Đấy, hôm nay mình sẽ suy nghĩ rất nhiều. Đấy, hôm nay mình làm cái video liệt kê những cái câu hỏi và những cái khúc mắc về tép cho anh em hôm nay. Nhưng mà có gì anh em mà biết rồi thì thôi, mà anh em chưa biết thì có gì là thông cảm. Đấy, mình chỉ làm cái video này để hỗ trợ và có thể giao lưu với toàn thể anh em khách quen thôi.
đấy, rất mong có gì đấy anh em thông cảm đấy. Là mình sẽ tạm biệt toàn thể anh em ở đây, chúc anh em luôn vui vẻ trong cuộc sống, và mê âm thanh thì liên hệ với mình nhé, trên kênh YouTube Điện Tử Phương Lưu, và số điện thoại của mình trên màn hình nhá, 0973 533 269. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em nhé.